Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn, hôm nay em lại lên sóng cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe Piaggio là sản xuất 2014 và lăn bánh 2014, một chiếc xe nhập khẩu ba cục lắp ráp. Thì tại sao em nói là nhập khẩu ba cục? Bởi vì chỉ có các bạn nhập khẩu, chúng ta lưu ý nó có cái la răng phay và hoa thị kiểu này các bạn nhé, chứ còn nếu mà xe trong nước là răng lan kiểu kia các bạn nhé. Thì đây là một mẫu xe Piaggio, nó trang bị động cơ 1.2, một chiếc xe rất là vừa vặn và khỏe và kinh tế, cũng như là ít hỏng vặt. Đặc biệt thì nó được trang bị là xe số tự động các bạn nhé, rất dễ, phù hợp cho anh chị nào có bằng B1 là di chuyển những chiếc xe như này khá là ok. Còn con bên này là của em, nó là số sàn các bạn nhé, đời 2013. Thì cái giá con này em bán là 180 quay về các bạn ạ. Còn con bên này thì là đời 2014 số tự động, nên bên em đang bán với giá là nó rơi vào tầm là 270 anh chị nhé. Đấy, 270 triệu quay về này. Anh chị nào thích xe mà đẹp cũng như là chất lượng thì anh chị liên hệ cho em. Còn em thì rất nhiều những mẫu xe khác như là Toyota Corolla Tiết này, Ghost này, rồi Vios E số tự động này. Đó, và Boling thì số sàn không dịch vụ này. Đấy, cực kỳ đẹp này, thì anh chị liên hệ cho em này. Đấy, em có rất nhiều những cái mẫu xe để anh chị quan tâm, và hôm nay em làm video chi tiết cụ thể con mẫu xe này để cho các bạn quan tâm. Và cái mẫu xe form như này thì em còn một con đời 2011 bản 6 túi khí phanh ABS đầy lỗ start top, rồi là cửa sổ trời các bạn nhé. Con này thì là xe trong nước, thì quý vị và các bạn là lắp hàng, nó là lắp ba cục các bạn nhé. Anh chị nào quan tâm tới cái xe này thì liên hệ cho em ngay, xe đẹp nhé. Cái bản này nó gọi là bản Piaggio các bạn nhé, bản Piaggio S này đó, các bạn lưu ý như vậy đó. Một chiếc xe thì em chấm hết về sự đẹp đẽ cũng như là zip nguyên bản. Đấy, gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện, mọi cái rất là ok. Anh chị nào quan tâm cái xe đẹp mà chất lượng của cái mẫu xe Boling bên em đang có nhờ cái mẫu xe này, thì các bạn liên hệ cho em ngay để sở hữu em nó, một chiếc xe rất là đẹp và nó vuông vắn. Đấy, ghế ra theo xe các bạn nhé. Và cái bản Piaggio thì ghế ra màu đen, nội thất màu đen, nhìn nó là rất là đen các bạn nhé. Đó là cái bản nhập khẩu đó. Đây, được trang bị là xin nhan gương các bạn nhé. Và đèn của xe thì nó đèn pha ô tô, gạt mưa ô tô các bạn nhé, có giải led đi ban ngày. Đấy, và đèn gầm thì là đèn hình lá đấy các bạn này. Các bạn lưu ý này, một chiếc xe rất ok này đó các bạn nhé. Với chiếc xe như này thì bên em bao zin cho các bạn là không đâm va, không đổ ngã, không thủy kích, không tai nạn, không ngập nước, các bạn lưu ý như vậy. Đấy, đó là chiếc xe bên em bao zin cho các bạn luôn, mọi vấn đề về an ninh pháp lý rất rõ ràng, bạn nào thích rút hồ sơ sang tên thoải mái. Đây là chiếc xe này là biển 88, biển 88 một chủ từ đầu các bạn nhé. Đấy, một chủ từ đầu luôn các bạn này. Xe thì toàn bộ xe thì đã được dán phin kia Luma các bạn nhé, toàn bộ quanh xe đã dán phin hết rồi, nên anh chị mua về chiếc xe này gần như là không phải làm gì, nó không như những cái chiếc xe mới mua chúng ta về phải trang bị khá là nhiều. Nhưng chiếc xe này thì chúng ta gần như không phải làm gì cả. Đấy, và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết tổng thể cho quý vị và các bạn. Anh chị nào quan tâm tới cái mẫu xe này thì liên hệ cho ngay đó. Đây các bạn ạ, toàn xe chất thôi các bạn nhé, toàn xe chất thôi. Đây thì em sẽ giới thiệu cho các bạn này. Với chiếc này thì các bạn yên tâm là một điều, keo chỉ là em bao zin cho các bạn 100% luôn các bạn nhé, bao zin 100% luôn đó. Điều hòa thì mát rét luôn, keo chỉ keo cột zin 100% các bạn nhé. Đây các bạn này. Đấy, màu này là màu xám, gọi màu xám nông chuột các bạn ạ, nó hơi tối màu tí. Đấy, nó không phải là màu xám hẳn nông chuột mà xám đen. Còn này xám đen, màu xám cho chứ không phải xám nông chuột là như con 2011 của mình mới là xám nông chuột. Đấy. Cũng là đẳng cấp, mình quay những chiếc xe nhập và xe nó nhiều túi khí, cũng là xe nhìn nó khác hẳn so với cái xe trong nước là hàng nhập ba cục này các bạn nhé. Đấy, nó khác hẳn luôn, cái dòng này đúng là tiền nào của đấy các bạn. Nếu đúng cùng số tiền này 208 quay về mà mua được hai đời 2014 xe Việt này thì mình không bao giờ, là mình tính kỹ tính thì không bao giờ mình mua cái xe Việt này các bạn ạ.
mình sẽ phải mua xe nhập khẩu bản 6 túi khí phanh ABS để lổ start top và cửa sổ trời các bạn ạ. Nào nó đẳng cấp riêng đấy các bạn, mình thề lúc nào nó có một cái đẳng cấp riêng luôn đó. Nhưng mà các bạn thích đời cao thì các bạn sử dụng con này. Nhiều bạn cũng nói với mình cái giá tiền ý thì các bạn mua được xe đời cao đời 2015, 14, 15 thì đây để cho các bạn toại nguyện đấy các bạn nhé, là các bạn mua được con xe này là khá là ok. Và hôm nay thì chiếc xe đó của em thì anh em nó đang đi giải quyết công việc riêng cho nên không ở nhà, cho nên để mình quay để mình so sánh cho các bạn được thì các bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt đấy. Con này thì bên em bao zin tất các bạn nhé. Đấy, anh chị nào thích xe đời cao thì em bao zin cho các bạn luôn, đây là xe đời cao các bạn này. Đấy, khỏi phải lo luôn. Đấy, một chiếc xe đời quá cao luôn. Đây các bạn này, số khung số máy đây, đồ của xe còn nguyên bản hết này, kích chiếc đồ đầy đủ hết các bạn nhé. Ghế là ghế da các bạn nhé, này là nó ghế da theo xe các bạn nhé, các bạn lưu ý ghế da zin theo xe đấy. Đó, trần đấy, trần cực kỳ đẹp luôn. Xe này thì các bạn cũng yên tâm luôn, máy gầm thì chất lư, máy 1.2 và máy zin các bạn nhé, máy zin luôn. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ngay. Và địa chỉ xem xe của em duy nhất ở thành phố Phú Yên là sát chân đèn xanh đèn đỏ đường 100 này các bạn nhé, sát đèn xanh đèn đỏ, chứ còn ngoài chỗ khác ra là em không có các bạn nhé. Đấy, các bạn đến xem xe trực tiếp ở đây và có vài anh em mình nó đăng xe bán ở đây các bạn nhé. Và có một số khác là cách ở dưới này. Đấy, gần cây xăng dưới này là nhái mình cửa hàng mình là Diệp Ô Tô Mê Linh các bạn nhé, là các bạn lưu ý không phải cửa hàng mình. Sau bất cứ cái xe gì bán ra hoặc là có vấn đề an ninh pháp lý là mình không chịu trách nhiệm các bạn nhé. Đấy, mình chỉ duy nhất có ở đây, còn những thằng nào nó nhái mình là mình không hoàn toàn chịu trách nhiệm bất cứ một cái gì các bạn nhé. Nhiều anh em vào lầm tưởng và cũng điện lại cho mình rồi đấy, là mua xe nó chất lượng nó không được theo như ý, thế nên là khi các bạn về mới xảy ra vấn đề đó kia, mới điện cho mình thì mình cũng bảo thông cảm còn vấn đề đấy thì không chịu trách nhiệm đấy các bạn này. Và mình duy nhất là chân đèn xanh đèn đỏ đây các bạn nhé, đường 100 đấy, và đi xuống Phúc Yên cũng đi kếu các kiểu đấy là ở đây đấy. Và các bạn này, mọi cái gì toàn bộ, và mình sẽ kiểm tra cho các bạn đến phần gương kính chỉnh điện các bạn nhé. Đấy, phần gương kính chỉnh điện đây, con này nó chạy đâu 9 vạn các bạn này, lốp đĩa của nó vẫn còn các bạn nhé, lốp theo xe. Đấy, điều hòa tự động các bạn nhé. Đấy, số thì số di rắc này. Đấy, sẽ rắc các bạn này, điều hòa tự động. Cái đầu này thì nó vẫn đầu âm thanh nguyên của nó các bạn nhé, chưa bị người ta chưa làm gì cả, nó vẫn đọc USB, đường AUX các thứ đây, nó vẫn zin theo xe hết thôi, nó không có một cái gì hết. Đấy, các bạn này. Đấy, có duy nhất là một túi khí bảo vệ người lái các bạn nhé. Duy nhất chỉ có một túi khí thôi các bạn này. Đó là cái bản xe Việt. Đó. Đặc cấp riêng nó khác. Riêng khác hoàn toàn các bạn ạ. Và được cái thì dòng này thì gạt mưa của nó cũng gạt mưa là tự động đây các bạn này. Và đèn pha cũng có đèn, chế độ là đèn pha ô tô đây các bạn nhé. Và chế độ tự động các bạn này. Đó, rất là ok luôn. Và gương kính chỉnh điện và gương kính cụp xòe các bạn nhé. Con này nó có chế độ cả gương kính cụp xòe các bạn này. Đó các bạn này. Và phần gương kính điện thì mình sẽ chỉnh cho các bạn thử các bạn nhé, rất ok luôn. Đấy, mình sẽ chỉnh sang bên phụ này. Đấy, các bạn nhé, rất ok. Đó, rất ok luôn. Và bây giờ em sẽ quay đến phần máy cho các bạn này. Con này thay hai lốp trước rồi các bạn nhé. Đấy, thay hai lốp trước, lốp mới này. Đấy, hai lốp trước thay mới còn lốp hai lốp sau còn các bạn nhé. Đấy, thay tháng 7 năm 21 này. Đấy, la răng nó đây. La răng của Bigatu là răng nhập này. Đấy, và bây giờ em sẽ quay đây. Đèn nó đèn bi các bạn nhé. Nó đèn bi và giải led ban ngày. Đấy.
Máy con này thì zin tuyệt đối luôn các bạn nhé. Đây các bạn này, máy thì chấm hết luôn. Mọi cái zin hết này. Máy nguyên bản đây. Đây các bạn này. Máy zin. Mặt máy, dàn cò của xe còn nguyên các bạn nhé. Đó, còn nguyên bản hết này. Đấy. Bỏ cá nguyên hết này. Máy zin các bạn nhé, côn chưa chạm luôn. Đó. Máy zin côn chưa chạm này các bạn này. Bản này 1.2 các bạn nhé, một máy, hai máy, này. Ba máy, này bốn này, 1.2 các bạn này. Đó, một chiếc xe rất là ok luôn. Đấy các bạn nhé. Bạn nào thích xe đẹp và chất lượng thì các bạn liên hệ cho em ngay để sở hữu em nó này. Đó các bạn này. Và đây thì chiếc này thì 2013 các bạn nhé. Anh chị nào quan tâm thì cái giá loanh quanh 180 quay về này. Đấy, anh chị nào thích thì bán luôn cho anh chị này. Đấy, con này thì lên màn hình Android đầy đủ hết rồi này. Đó các bạn nhé. Và lên na răng đúc kiếc đủ hết các bạn này. Đấy, anh chị nào thích xe đẹp thì liên hệ cho em này để sở hữu em nó này. Đấy, các bạn nhé. Đó. Và bên này đây thì em sẽ kết thúc video cái chiếc xe này, để cho anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em ngay các bạn nhé. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Và bạn nào thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ cho em nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh bên cho bên em. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn.